Vâng, để tiếp theo chương trình với chủ đề ly cà phê sáng chủ nhật, hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2021, ba anh em chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với những cái câu chuyện vừa đời thường vừa dung dị, nhưng luôn luôn gửi vào đó cái sự trăn trở, luôn mong muốn những cái điều tốt đẹp, và sẽ đến với rất là nhiều những cái thông điệp với cộng đồng, với nhân dân và với tất cả chúng ta. Vậy những cái điều mong muốn ấy, những điều nhỏ nhoi ấy, những khát vọng ấy là gì? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe chia sẻ tiếp theo phần 2 của chúng tôi. Vâng. Vâng, rất là cảm ơn anh Khang và anh Khiêm vừa rồi. Nó lại có một cái thông tin thế này. Thông tin vô cùng là giá trị, nhưng nó lại xuất phát từ những cái dung dị đời thường, những cái giao dịch, những câu nói đời thường. Trước khi có cái thông tin anh Mai Xuân Bích đưa ra, nó còn một vài thông tin tế nhị nữa, nhưng nó xuất phát từ từ cách đây 4 5 tháng, anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm đã đưa ra cái thông điệp trên trang Facebook của mình là có cái đơn đòi người. Vâng, lúc bấy giờ có nhiều người phản đối rằng ngài nó có tội thì tại sao lại phải có cái đơn đòi người. Và sau đó thì đến anh luật sư Tạ Miên Linh, anh cũng xuất hiện ở trên trang cộng đồng là phải có đơn đòi người, và cũng rất nhiều người phản ứng là nó đang ở tù, đang có tội, bây giờ ông là luật sư, ông lại tự nhiên ông phịa ra cái biểu đòi người là đòi người thế nào, trái luật, và rất nhiều người phản ứng. Và sau đó nữa rồi thì đến là cộng đồng mạng, và đó là anh Khang, anh cũng đã đăng đàn một vài chương trình, anh cũng nói rằng cái việc đơn đòi người là hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn đúng với sự thật, bởi vì chỉ có làm đơn đòi người mới khẳng định Hồ Giải là vô tội, còn nếu không thì vẫn nghiễm nhiên là nghĩ rằng Hồ Giải đang có nửa có tội nửa không. Vâng, và sau đó là cộng đồng mạng xuất hiện hai nhân vật, đó là anh Ngô Minh Sơn ở Đà Nẵng và chị Phan Ngọc Dung ở An Giang, cùng lên mạng và cùng thảo ra hai lá đơn, cũng là xuất phát từ các ý tưởng của các anh, và viết đơn đòi người gửi gửi đến 13 cơ quan của Đảng, của Chính phủ, của Nhà nước, và xin chữ ký của mọi tầng lớp chính trị xã hội trên cộng đồng mạng, và được một cái lượng chữ ký tự nhiên thấy nó nhiều quá, và không ngờ đó là sự ủng hộ. Và khi những lá đơn này đến tay các vị nhà nước, các vị lãnh đạo thì bắt đầu có những cái chuyển biến, và chúng ta thấy những cái chuyển biến này nó rất là thực tế, và đó cũng là sự phản hồi, và có những cái chuyển biến vô cùng là mãnh liệt. Và chúng ta nhìn thấy cái sự phản đối đối với cái đơn đòi người hiện nay gần như là không còn nhiều, chỉ lác đác vài cái tên dân chủ cuội mà thôi, còn lại đều là thống nhất rằng phải là đòi người mới là đúng, bởi vì cái việc bắt anh Hồ Giải là một sự bắt cóc, là một sự bắt trắng trợn, sai trắng trợn, và chẳng có gì là đúng cả. Vâng, đã đến lúc từ 50% phản đối, và đến bây giờ họ đã ủng hộ cái quan điểm của các anh, như anh Hoàng Anh Khiêm, như anh Bùi Văn Khang, như anh Tạ Mi Linh và chị Dung, anh Sơn và cộng đồng mạng. Vâng, đó là cái thông điệp. Thì không biết là các anh đánh giá và nhìn nhận thế nào về sức mạnh của cái lá đơn tập thể vừa rồi, sức mạnh của công lý, và khi các anh là những người trong cuộc nhìn ra Hồ Giải cần phải đòi người, vâng, đến lúc này là cái giá trị của nó thế nào? Trước hết là xin mời anh Khiêm ạ. Vâng. Vâng, thưa với các anh, thế này thế từ lâu rồi đấy, tôi đã ví cái vụ bưu cục cầu voi là nó như quả bom pháp lý anh ạ. Mà quả bom này nó là gài cái ngoài nổ này là rất tinh vi, vừa công nghệ của Mỹ, của phương Tây, lại còn công nghệ của cái thằng Ba Tàu nữa. Mà cái thằng Ba Tàu cái gì nó làm ngược quy luật hết. Ví dụ như ngày xưa mình có cái xe Phượng Hoàng xích hộp phải không ạ, Vâng. đạp rất là thích, nó đầm chạy bon bon, nhưng mà nó hỏng dâu tôm đấy, mà mình cứ vác búa ra mình ghè cái lít theo cái chiều kim đồng hồ đấy thì coi như là toét luôn, bởi vì là cái lít của cái thằng Phượng Hoàng này, của thằng Trung Quốc này lại là nó ngược ngược chiều Vâng. với tất cả các loại lít khác trên thế giới. Vâng. Anh ra dâu tôm này chưa thấy đâu, nhưng mà lít thì đã bùng hết rồi, mà ngày xưa Vâng. là lít con gối đấy, không phải là ai cũng mua được đâu. Mà cái lít nó hỏng thì xe tuột xích luôn, không Vâng. chạy được nữa. Thế thì cái ngoài nổ của bom pháp lý này, nó ở chỗ nào? Và làm thế nào để mà gỡ quả bom này?
cho nó an toàn cho cả nạn nhân Hồ Duy Hải, cho cả cái nền pháp lý và cho cả cái sự an nguy chính trị này nhỉ. Và sau hết nữa là cái an nguy dân tộc, nó không bị là đe dọa hoặc là nó ngăn chặn được cái hoạt động của bọn tình báo Hoa Nam cũng như là âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc. Người ta nói rộng ra là như vậy, nhưng mà cái đơn của mình đấy đã thay cho cái đơn đòi người của bà Loan, thay cho cái đơn tố cáo công an Long An, ban chuyên án Long An ấy, là vu khống anh ta và bắt buộc anh ta trở thành một nhân chứng số 1 duy nhất là đã nhìn thấy Hồ Duy Hải trong cái đêm 13 tháng 1 ở vu khống của công an. Thế thì rõ ràng là cái ngòi nổ này là chúng ta không nói là phải phá án, phải gỡ hoàn toàn quả bom này, nhưng mà phải tháo cái ngòi nổ nó ra, mà tháo cho nó an toàn. Cho nên là từ rất lâu rồi tôi đã nói là gia đình bà Loan đấy, cũng như luật sư mà bào chữa cho Hồ Duy Hải đấy, thì nên tập trung vào cái chi tiết ngoại phạm và chỉ đòi người và tố cáo hai điều kiện thôi, hai điều thôi, đó là vu khống, bắt người trái pháp luật, thế là đủ anh ạ. Dạ vâng. Chứ cần cần gì phải nói nhiều đến cái chuyện mà nó hình nhân thế mạng cho cái tội phạm thực sự, hung thủ thực sự, hay là cái vụ án này là nó bịt đồ mối, thế là nó là liên quan đến là cái đường dây chạy án khủng khiếp đấy, từ địa phương đến trung ương, thế rồi là cái thế lực ngầm mà nó kết hợp với cấu kết với tình báo Hoa Nam với lại gián điệp trong nước, ở Hà Nội trong nước, là âm mưu là đỏ, cái đó nó lớn lao lắm. Thế chúng ta trở lại cái đề tài tình yêu, tôi là ba điều kiện ta biết rồi, thế còn bốn giai đoạn bí mật, bốn giai đoạn mật đấy, Vâng. cũng rất đúng với này trường hợp mà cái vụ án bưu cục Cò Voi này. Đầu tiên là phải bí mật, mà chúng ta đã bí mật lâu rồi đấy, và cái sự bưng bít của cái tập đoàn Tuấn An Long An cũng như là thế lực ngầm của Sài Gòn này đấy, nó bưng bít là trong vòng bí mật coi như là bưng bít hết, hồ sơ AK cũng bưng bít, các phiên tòa rồi các cái bút lục hồ sơ các thứ là cũng bưng bít. Thế nhưng mà cuối cùng là lương tri thức tỉnh, và chúng ta thấy rằng là những cái bí mật này đã dần dần lộ ra, và đến bây giờ không gì để nói nữa, và chúng ta đã chứng minh được một điều chắc chắn là toàn bộ hồ sơ bút lục và những cái bản án, ba bản án trái luật đã phơi bày ra tất cả sự thật anh ạ, Dạ vâng. và phơi bày đến mức mà không còn gì để bàn nữa. Thì cái giai đoạn đầu tiên bí mật thì đã chuyển sang đường mật Dạ rồi. Thế đường mật rồi thì tất yếu là thân thiết quá rồi thì dẫn đến trăng mật, vâng. tức là ta đang ở trăng mật đây, vụ án đã đánh rồi mà đã tóm cổ khoảng 13 14 tên rồi. Thế rồi là cái thế lực mà tay sai cho tình báo Hoa Nam về biển đảo đấy cũng đã bị tóm hàng chục tấn cá rồi không Dạ vâng. ạ. Như cái tin anh bắt tôi trả lời đấy, Dạ cái này để nói sau. vâng. Thế nhưng mà tiếp theo là giai đoạn vỡ mật, tức là hậu Hồ Duy Dạ Hải. vâng, Hậu đây cái vụ của phai này sẽ như thế vâng, nào? cái chương trình hậu Hồ dài có lẽ là còn dai dẳng dài 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 lắm anh ạ. XC 30 mấy đấy, À vâng, xin 31 ai 33 đấy, chắc là chưa kết thúc đâu. À vâng. tôi nghĩ là khoảng 5 10 năm nữa thì mọi sự nó mới toang, mới mới vén được màn sự thật hết, và cũng là quét hết cái bọn tình báo Hoa Nam hay là cái bọn Hán đồ trong nước. Một cái quan trọng nhất bây giờ đối với anh dân tộc là cái bọn Hán đồ này đấy, cũng như là cái nhà thầu Trung Quốc này, nó đang thắng một số cái công trình thế kỷ đấy, như là ba đặc khu, thế rồi là cao tốc Bắc Nam, đây là các căn cứ quân sự, các cái điểm cư dân của người Hoa đấy, là trải khắp bờ biển Việt Nam.
là sâu trong nội địa như là Formosa hay là Tây Nguyên bauxit, thế rồi là ở Long An, An Giang đấy cũng có nhiều làng Trung Quốc rồi, không ạ? Thì cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng là cái công cuộc mà chống nội xâm ngoại phản này nó chưa chưa thể chấm dứt. Thế cho nên là chúng ta cũng không có gì mà đáng phải nêu là như anh Tạ Minh Linh hay là tôi đã nêu ra cái đơn đòi người hay là cái đơn của anh Ngô Thanh Sơn và chị Ngọc Dung. Mà đó là cái sự kích thích hay là cái tạo cái cớ, tạo điều kiện cho cái vụ 7 viện kiểm sát dân tối cao rồi vụ 12 bắt tay vào cuộc điều tra tìm hiểu và bắt đầu là thành lập ban chuyên án anh ạ. Dạ vâng, cái này nó hoàn toàn có lý và đồng thời nó là logic và đồng thời nó đi theo một cái lộ trình gần như là chắc chắn và họ phải làm những cái điều này chứ không thể làm theo điều khác. Vâng, và cũng là cái chủ đề này liên quan đến cái đơn đòi người và cái quả bom pháp lý như anh Khiêm vừa mới chia sẻ. Thì không biết là vấn đề cách nhìn của một người luật sư như anh Khang, anh đánh giá thế nào về cái diễn tiến và cái câu chuyện mà sau khi anh Mai Xuân Vích đã chia sẻ điều này ở trên cộng đồng mạng và mọi người đánh giá, vâng, vui buồn lẫn lộn, thật hư giả thế nào? Vâng, anh chia sẻ được không ạ? Thế thì tôi xin nói thế này, tức là tất cả các câu chuyện tế nhị mà thì anh Khiêm mình khéo lắm rồi. Nói loạt đây, đấy là loạt đây. Và tôi thì cũng không phải là cái loại vừa, tôi cũng cứ lấy chủ đề tình yêu thôi. Ê, đúng không, tôi cứ lấy chủ đề tình yêu thôi. Thế thì bây giờ thì tôi đã nói là tôi đã rất yêu cái bảo vệ pháp luật rồi đấy, cái tình yêu của tôi là ở chỗ đấy, Chính nó là ở chỗ đấy cho tao vào cuộc, đúng không ạ? nhưng mà Và đưa tất vào cái cả vòng nào thì các hơi khó tôi thôi. là còn có cái tình yêu yêu ấy nữa, cho nên là tất cả không là những là tôi mà tất cả các anh có cựu chiến binh rồi các anh chị khác vân vân và nhân dân toàn quốc nó có một cái tình yêu rất là bao la lớn như thế, và cái tình yêu ấy nó mới đạt đến đỉnh điểm để giữ lại cái độc lập dân tộc. Mà cái độc lập dân tộc mà muốn còn tồn tại được thì phải là có nền pháp lý Đúng rồi, chặt chính xác. chẽ, nếu không có cái đó thì tất cả chúng ta lại cũng lại đi là nó lại càng đi vào con đường mệt cãi nhau vì những cái đường pháp lý. Nhưng mà cái đường pháp lý của chúng ta ở đây thì vấn đề là mỗi người một ý, nhưng mà em thì em phải vạch ra cái cốt lõi của nó là gì, là chúng ta phải nói là trong quá trình lập pháp chúng ta đã có rất nhiều cái tiến bộ rồi, nhưng tuy nhiên vẫn có những cái bất thành văn. Đấy, nhưng mà mọi người phải hiểu đó là thế này, nếu như là cái gì đảng, nếu một cái nguyên tắc cơ bản ấy, là đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ, phải không ạ? Đảng lãnh đạo nhưng mà phải nhân dân làm chủ, đúng không ạ? Chứ không phải là không. Thế thì bây giờ có một cái này, có những người là nó bất thành văn trong cái chuyện mà đến cái giai đoạn cuối cùng của án mà các anh ấy nói rằng là các anh chỉ có là pháp luật thôi, nhưng mà vì anh người ta giao cho anh một cái thanh bảo kiếm là anh phải dùng pháp luật để anh trị, thì anh có dùng đâu, anh ngồi xổm lên pháp luật, anh bỏ qua những điều luật mà người ta quy định là phải tìm rõ là sự thật khách quan để rồi làm rõ cái chứng cứ buộc tội và các chứng cứ gỡ tội để anh có quyền suy đoán người ta vô tội, để anh người ta giao cho anh như thế, nhưng mà anh không làm cái đó, cho nên anh dẫn đến là anh lạm dụng cái chuyện là đây tôi đã làm theo pháp luật đây, nhưng sự thực anh đang phá pháp luật. Đây là một cái cốt lõi nhất, và thứ hai là một cái nguyên tắc của chúng ta đã theo đảng đã hiểu rồi là đảng phải lãnh đạo, nhưng người ta lãnh đạo không thô bạo như về về những cái vấn đề pháp luật đấy. Tôi đưa cho anh nhé, nhân dân giao cho anh ấy, đảng giao cho anh cả một cái pháp luật phải làm lên cái các điều luật pháp luật, bộ luật này bộ luật kia để khống chế, và các cơ quan là khống chế lẫn nhau như thế là chặt chẽ. Nhưng mà cái người thực hiện ở đây này nó dẫn đến cái nó ngồi xổm lên, nó dẫn đến oan sai, cấp trên thì bao cho cấp dưới vân vân, án thì bỏ túi,
cho nên là mới dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng này, mà chúng ta là cái cốt lõi của vấn đề đấy là đấy. Và đồng thời chúng ta lấy cái vụ Hồ Duy Hải này là cái chứng cứ mà nó để lại cái hậu quả cho nền tư pháp, cho chế độ và cho cái sự này làm băng hoại cái sự lãnh đạo và của nhà nước. Chúng ta cứ nghĩ mà xem, sau cái vụ này thì phải đền tiền bao nhiêu, biết bao nhiêu công sức của bao nhiêu con người vào đây đấy. Nếu như những thời gian này chúng ta không có cái việc này, chúng ta bàn về vấn đề kinh tế, về xã hội, về các chuyện khác, nó tốt không? Mà không nữa chúng ta bàn về những cái vấn đề của đất nước. Vậy thì cái việc mà để cho những người A, người B, người C ở cái nước nào đấy, cứ ở đấy, chỗ nào cũng làm những cái điểm, làm những cái điểm về kinh tế của đất nước này, thì liệu đất nước này có thành tổ ong vỡ không? Chúng ta đáng nghe phải là cái chuyện đấy. Mất rất nhiều thời gian về một cái vụ thôi, trong nhiều vụ là vụ Hồ Duy Hải. Các anh cũng phải, chúng ta có một cái thấy là như thế. Cho nên phải đánh giá là cái mà Chủ tịch Trương Tấn Sang và dẫn đến bốn đời Chủ tịch, và đặc biệt là Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phải dùng đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình, và đấy là không thành văn. Đấy là một cái thực sự là không có thành văn, là bảo phải là phải ông Chủ tịch phải như thế này thế kia, nhưng mà người ta chỉ giao cho là Chủ tịch được quyền là ân xá hay không ân xá, đúng không? Và nếu như ông chưa ân xá vì lý do gì, ông ấy chưa đưa ra cái quẳng ra cái gươm để mà xử trạng là cái gì. Đây là nếu sâu sắc thì anh em mình cũng phải đồng cảm và với lại các vị tư chính, và phải tránh cái luận điệu của những cái kẻ nó lợi dụng vào đấy, nó cứ đổ cho mấy cái ông không phải đâu. Người ta rất có tâm. Nếu không có tâm, không có tầm, tôi đảm bảo Hồ Duy Hải không còn đến ngày hôm nay. Chúng ta phải khẳng định điều đó. Cho nên là phải đánh giá là nhân dân rất có tâm và đồng lòng với cái chuyện này. Cho nên nó mới dẫn đến là ông Khiêm trong này chú vô đây. Tôi bảo là đi làm đơn đòi đi. Thì không thấy đòi, nó lại bắt đầu nó lại hết cái tờ băng này băng kia, nó bảo thế này là để đến bà Dung. Xong rồi đến hội cựu chiến binh, nó chỉ bảo chỉ nói lung tung rồi, xong đến ông Khang nói lung tung, bây giờ ông Khang vạch mặt luôn, và chúng tôi kêu gọi đòi bằng cách bằng đúng pháp luật. Chứ bây giờ trước đây thì cứ bảo là đòi đi, xin đòi gì, tôi đã đưa pháp luật ra để tôi đòi. Tôi đòi là cái gì nó ngoại phạm thì các anh phải áp dụng điều 13 thả nó ra. À, tôi đòi như thế đấy, đúng có luật pháp đoàn hoàng, chứ không phải chúng tôi nói xuông. Đấy, cho nên là bây giờ nó đã có hiệu quả, xin kính thưa là anh đi đòi cũng bắt đầu là có hiệu quả. Em đi đòi một cách cũng là đòi, nhưng mà em đòi cũng có một cách, chị Dung đòi cũng có một cách, toàn bộ cái cựu chiến binh đòi cũng có một cách. Bây giờ là một cái chiến lược tổng hợp, nó đã được các cấp có cơ sở để đánh giá lại, để đưa đến cái quyết định mà như anh nói đấy, là thành lập các cái chỗ nọ chỗ kia. À, rồi bắt đầu làm ban chuyên án nọ kia. Thì hôm trước thì anh Sơn em chỉ nghe thôi, nghe ông ấy trao đổi thôi, tôi em buồn cười, xong em mới đưa ra nè. Vậy ông ấy bảo là cái ông ấy biết là cái bí số của cái này. chuyên án tôi cứ đoán là thôi, tôi cứ lấy ít xì 30 pha nữa, xong rồi bắt đầu đến ít xì 31, 32, 33 vân vân. Thế là cứ thế, thế đấy là cái bí quyết hay nhất mà nói ai cũng. Và có một cái là hôm qua em lại nghe ngóng và hóng hớt được là các bác lại trách móc ra này. Có mỗi cái bí mật quốc gia là ban chuyên án đặc biệt quốc gia mà ông lại nói tẹt nó ra như thế thì còn gì là bí mật nữa. Nghe chưa? Ông lại bố là còn bí số nữa. Vâng, nhưng rất may là ông mới đánh thức như thế, nhưng chưa ai biết được là cái bí số này là như thế nào. Và cái ban chuyên án thành lập về ban chuyên án đặc biệt quốc gia có hay không? Vâng, may mắn vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng cái tiết lộ quan trọng nhất mà đã được sự đồng ý là anh Mai Xuân Bích đã cất lên tiếng nói, đó là tiếng nói của lòng dân, tiếng nói của thực sự, tiếng nói của khát vọng, tiếng nói của cái phải làm trong nay mai. Và Đảng, Nhà nước đã nghe thấu được điều này. Vâng, và hy vọng mọi người xem đó là một cái thông tin tương đối chính xác để chúng ta yên dân. Và ta hy vọng rằng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, không loại trừ Đảng, Nhà nước sẽ phải có một cái sự xin lỗi cụ thể, xin lỗi gia đình nhà anh Hồ Duy Hải, xin lỗi nhà bà Loan, là Đảng đã có những lúc là
nhìn ra vấn đề hơi chậm chạp, nhưng thực sự ở đây là có một số kẻ chủ đích vâng là cố tình, vâng thì phải trừng trị đến nơi đến chốn. Vâng, đó là thông điệp và chúng ta hy vọng anh Mai Xuân Bích là thông điệp hoàn toàn chính xác, và đấy là thông điệp của lòng dân. Vâng, thế thì thời lượng của chương trình cũng mỗi buổi sáng chủ nhật rất là may đã được gặp hai anh bậc tiền bối và chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích, cũng là thông điệp chia sẻ đến mọi người. Và còn vô cùng nhiều câu hỏi nhưng chúng ta không thể kết thúc ở một buổi đàm đạo. Và trước khi dừng lời ở buổi đàm đạo cà phê sáng chủ nhật hôm nay, xin phép mỗi anh, trước hết là anh Khiêm ạ. Vâng, anh cho một vài lời gửi đến quý vị khán giả và chúng ta tạm thời kết thúc chương trình ở đây. Vâng, xin mời anh. Vâng, thời gian nó trôi qua nhanh quá hả? Dạ vâng. Thì tiếp lời anh Khang đấy, nói về cái sức mạnh của luật pháp đấy, của cái lương tri đấy, thì tôi thấy rằng là cũng cần phải khái quát một số nét về tình hình thế giới, hay là cái tình hình dịch bệnh, hay là cái tình hình vụ án đang đánh như thế nào. Thế tôi nghĩ rằng là cái bao trùm lớn lên nhất đó là cái thế giới phẳng anh em, bắt đầu từ cái thời đại 4T hay là cái sự ra đời của Internet. Ngay từ năm 95 tôi đã phê phán cái việc mà phá bỏ cái mô hình ấy. University, tức là trường đại học cộng đồng đấy, trường đại học mang tính quốc tế, tích hợp cao các cái nhân tài đấy, các cái chuyên ngành đào tạo ở Đại học Cần Thơ, chúng ta đã phá vỡ nó thành một cái trường đại học nông nghiệp, đại học y, đại học sư phạm, tả pí lù luôn trong cái đại học university này. Cái mô hình rất hay mà thế giới đang áp dụng, nó tích hợp cái đội ngũ giáo sư giảng viên cao cấp này, và lưu động để dạy trường này trường kia, và bây giờ có internet nữa thì là còn đào tạo từ xa, dạy trên mạng. Từ năm 95 sau đó là tôi cũng đã làm giám đốc một trung tâm tin học khoảng 10 năm mà thấy được cái sức mạnh của công nghệ thông tin nó như thế nào, nó đột phá như thế nào. Cái đặc điểm của các nước chuyên chế đấy, như nước Nga, nước Trung Quốc đấy, rồi ta học theo đấy, đó là áp dụng cái chế độ độc tài. Mà độc tài rồi thì phải là ngu dân để dễ cai trị anh ạ, phải thủ tiêu mọi cái quyền tự do dân chủ, kìm hãm dân trí phát triển. Bây giờ chúng ta tưởng tượng xem là dân giàu nước mạnh đấy, thì liệu cái ghế của các vị bộ trưởng, các vị thủ tướng đấy, trong chính phủ đấy, thì ngay cả chủ tịch nước đấy, có bền vững hay không? Phải không ạ? Vâng. Thì riêng cái vụ bưu cục cò voi này, tôi nghĩ rằng là 4.0, tức là cái lương tri thức tỉnh đấy, nó đã phanh phui ra sự thật. Lương tri thức tỉnh đây là ở ngay cái sào huyện Long An, ở ngay những cán bộ điều tra, những cán bộ kiểm sát viên, những luật sư, những nhà báo có tâm, có tầm. Và chúng ta đã đọc ra được những cái tên rất tiêu biểu. Rồi trong Quốc hội cũng vậy, lương tri thức tỉnh. Mà tôi nghĩ rằng là lương tri mà không thức tỉnh đấy, thì không có cái chuyện mà các điều tra viên lại mớm cho Hải những cái lời khai, những cái lời bào chữa trước tòa thông minh như vậy, sâu sắc như vậy. Vâng ạ. Ví dụ như là tôi nhận tội nhưng mà tôi không thực hiện hành vi giết người. Cái đó là cái câu mà không Hải không thể nghĩ ra được, mà là điều tra viên mách cho anh ạ. Dạ vàng, câu nước đôi hay, vàng. Không phải nước đôi mà nó rõ ràng đấy. Hay là cái câu mà Hải nói rằng là tôi sẵn sàng là chịu tử hình, chịu mọi sự hình phạt của pháp luật, nhưng mà tôi chỉ cầu xin là
đừng để cho thân thể tôi hả phải hằn lên những cái vết đau thương mà khiến gia đình tôi là đau đớn. Dạ vâng, cái câu đó để lại một cái sức ép ghê gớm về cái gọi là nhục khinh hoặc là bạo hành hoặc là gì đó mới là ghê gớm anh ạ. Cái đó điều tra viên mách bảo rồi đó. Dạ vâng. Thế trở lại cái đề tài chuyên chế thì Putin là trước kia cũng ở KGB phải Dạ vâng, các quý vị ạ. không ạ? Các quan chức mà trong ngành tư pháp chúng ta cũng phần lớn là thậm chí ngay cả trong chính phủ, trong quốc hội là Cũng cũng đều đều qua xuất cái phát trường đấy ạ. Vâng. từ Bộ Công an phải Vâng. không ạ? Đều là tướng lãnh cả. Dạ vâng. Thế thì rõ ràng là Bộ Công an là có vấn đề. Vấn đề bây giờ là sau cái hậu Hồ Duy Hải này là Bộ Công an phải có trách nhiệm. Trách nhiệm hình sự như thế nào đấy? Đối với việc là tha hóa nội bộ như vậy. Rồi là nội bộ để cho rất nhiều tướng lãnh, rất nhiều cái cơ quan tư pháp đấy. Nó phạm pháp, nó vi phạm pháp luật, nó xét xử vi hiến, vân vân. Putin là sinh ngày gì? Mùng 7 tháng 10, tức là đẻ sau tôi 5 ngày. Và năm Là anh 1952 ta mới lịch sinh sử và KGB, cho nên cái nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là phải tiêu diệt cái chủ nghĩa tư bản lũng đoạn ở ở Nga anh ạ. vâng. Tất cả những cái chùm tài phiệt đấy là ở Nga là Putin diệt hết. Thế sau đó là chiến tranh sắc tộc, các cái vùng lãnh thổ như là Ukraine Vâng. hay là Chernobyl, Chechnya, Chechnya, rồi Gruzini Belarus, và thì nói chung là rất nhiều vấn đề đấy. Yếu đói lương thực, thế rồi là công nghệ như là bị đình trệ, hoặc là vũ khí hạt nhân lại nằm ở Ukraine các bạn. Thế thì Putin là một người rất là sắc bén giỏi giang, và ông đã thống trị bằng cái sự chuyên chế của mình anh ạ. Dạ vâng. Cái chuyên chế này cũng rất cần thiết cho Trung Quốc hay là cho cả nước ta để mà giữ yên cái sự ổn định, hay là phá đi những âm mưu mà nội xâm ngoại phạm anh ạ. Vâng. Bây giờ là những hoạt động quân sự của chúng ta hiện nay đó là rất cần thiết để mà ngăn chặn những cái âm mưu nội xâm ngoại phạm đó. Và tôi đã nêu ra trong cái đơn kiến nghị là thành lập ban chuyên án, là phải có cái Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ Ủy ban Thường vụ Quốc hội chứ không phải là chỉ có Ủy ban Tư pháp không thôi, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết hợp với lại Bộ Quốc phòng, vì nó an ninh, nó liên quan đến an ninh quốc gia. Thì rõ ràng là điều đó đã thực hiện, mà tôi nghĩ rằng là không phải ý kiến của tôi mà các vị thực hiện như vậy. Và nhưng mà rõ ràng đây là đó là cái quy luật, là đó là cái trình tự pháp lý cần phải giải quyết. Thế cái điều quan tâm đó là chúng ta bây giờ vẫn cứ là an nguy dân tộc, mà cái dịch Covid bây giờ nó đang hoành hành, và nó dỡ bỏ giãn cách xã hội hay là phong tỏa đấy. Ngày 30 vừa rồi thì lại xảy ra tình trạng, tức là dân miền Tây rồi là dân miền Đông ấy là tháo chạy về quê anh ạ, Gây ra một là cuộc tiến tháo hành chạy hỗn loạn. là cuộc di dân chưa từng có. Trước phong tỏa thì là dân miền Bắc miền Trung, và sau phong tỏa là dân miền Đông rồi là dân miền Tây ồ ạt chạy về quê hương. Và rất may là ngay Long An thôi thì đã có cái phương pháp giải cứu, tức là đưa tất cả xe cộ của bà con lên xe tải đấy, rồi là tiếp bước cho hành trình về quê. Vâng. Thì mà dỡ bỏ phong tỏa đấy thì nguy cơ là vẫn vẫn còn tiềm ẩn rất cao. Mà tôi nói ngay cả Hà Nội bây giờ cũng vậy, nó đang sắp sửa bùng phát đấy, không đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta vẫn phải thực hiện 5K, và vẫn phải là
thực hiện giãn cách xã hội một cách tự giác, chứ không có là nguy cơ nó còn thiệt hại về người và của lớn hơn nữa, không đơn giản nữa. Còn cái dân tộc chúng ta thấy rồi, là cái các tướng tá cảnh sát biển đó, hàng chục tướng tá cảnh sát biển đã tiếp tiếp nối đi vào lò theo Mai Văn Hiến. Dạ vâng. Mà Mai Văn Hiến là tướng dưới trướng của Nguyễn Tấn Dũng vào ạ. Vâng. Bây giờ vấn đề Phú Quốc, vấn đề là sao huyết của Kiên Giang của Bái, rồi là sao huyết ở Sài Gòn này, dòng họ tập đoàn Lê Trương, rồi liên quan gì đến ông Trương Hòa Bình hay là ông Nguyễn Hòa Bình hay không, thì cái chuyện đó là tiếp là phá án. Vâng. Ít xì bao nhiêu không biết. Thế tôi nghĩ là tổng hợp lại vấn đề, tức là căn cứ vào cái tình hình thế giới và tình hình hiện tình đất nước hiện nay, thì chúng ta thấy rằng cái bao cảnh giác vẫn phải đặt lên hàng đầu. Chúng ta đừng có vội mừng khi mà cái công cuộc đánh án đã bắt đầu và đã có những cái kết quả nhất định, mà chúng ta cũng chưa được phép tiết lộ những cái gì đang diễn ra, không ạ? Dạ vâng, đó là tiêu chí, đó là tiên quyết, nhưng cũng là cái bắt buộc phải tiến hành, chứ không phải bất kỳ cái gì, ví dụ như là bắt ông A, bắt ông B đã phải vội vàng thông báo lên truyền hình, thông báo lên YouTube, điều đó là không nên, bởi đó là những cái chi tiết cụ thể, những cái tình tiết cụ thể mà thôi. Còn về mặt tổng thể là trước khi đánh án, trước khi giải quyết thì ban chuyên án đã được thành lập hàng năm về trước, chuẩn bị hàng ngàn thứ về trang thiết bị, về con người, về phương án tác chiến và về rất là nhiều thứ. Vâng, đó cũng là cái lý do tại sao chúng ta biết nhưng cũng chưa vội vàng công bố. Còn những cái gì công bố mà Đảng, Nhà nước cho phép thì chúng ta nên truyền tải thông điệp đến cho mọi người là cái lẽ thường tình, đúng không anh? Vâng, cái công bố bây giờ là rõ ràng, bây giờ là cái khủng hoảng tư pháp này nó ảnh hưởng đến cái khủng hoảng chính trị, anh ạ. Dạ vâng. Và từ khủng hoảng chính trị nó liên quan đến an nguy của dân tộc. Trước khi hàm họa giặc tàu nó thôn tính Việt Nam bằng cái chiến tranh mềm, bằng cái xâm lược mềm. Rõ ràng là cái đào cảnh giác mà tôi đã nêu trong cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu, rồi An Dương Vương xây loa thang nhà nọ thần vân vân. Và cái cương vực lãnh thổ của chúng ta đấy là bây giờ là phải đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, đòi lại Hải Nam Quan và những vùng biên giới đã bán cho Trung Quốc, đã gán nợ cho Trung Quốc, không ạ? Dạ vâng. Thế rồi là cái bẫy nợ của Trung Quốc ngày nay giải quyết như thế nào? Đường lối kinh tế của Thủ tướng mới bây giờ, nội các mới bây giờ là phải dứt khoát, nói như bà Chi Lan ấy, chấm dứt ngay cái hợp tác cả. Xây dựng các công trình thế kỷ như là cao tốc Bắc Nam, hay là giải quyết dứt điểm cái vụ đường sắt Cát Linh Hà Đông, hay là cái dự án mà FLC nó đưa ra là xây cái sân vận động Tổ Chim lớn nhất thế giới. Như là tất cả những cái đó là nó nằm trong cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Cho nên là đồng chí Nguyễn Phú Trọng hay là Thủ tướng Phan Minh Chính bây giờ, Phạm Minh Chính bây giờ, còn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chúng ta biết rồi, dòng họ Nguyễn Xuân đang bê bối ở cái quân khu 1. Đồng chí trước kia là cũng là thân thiết với lại Ba X, thì rồi là sau đó là cũng lại chống lại Ba X, thì Trương Tấn Sang cũng vậy. Thế mà rõ ràng bây giờ là nó sẽ cấu kết với nhau để mà nó chống lại cái chủ quyền dân tộc, quê hương biển đảo mà tội lỗi của họ đã gây ra cho đất nước, anh ạ. Dạ vâng. Và vẫn nằm trong vòng bưng bít thôi. Cho nên cái vấn đề mà cảnh sát biển ở bên Nam này đây thì chúng ta đề cập sau. Dạ vâng. Và tôi nghĩ rằng là cái chủ đề sau là sẽ nói về sâu về cái
quan hệ rất là dài và nó đi suốt chiều dài của lịch sử, không những bây giờ mà nó đã là 4.000 năm. Như anh đã là nhà nghiên cứu của lịch sử, anh đã chia sẻ rất là nhiều buổi đăng đàn trước đây, và cũng như cái thông điệp em vừa mới gợi mở vừa đưa ra, chính vì cái thời lượng của chương trình không còn nhiều cho nên là mỗi người có một ý ngắn để chúng ta dành lại cái chủ đề của ngày hôm sau, và cùng quý vị khán thính giả sẽ chia sẻ rất là nhiều. Và tiếp theo thì mời anh Khang, vâng, anh chia sẻ một chút nữa để ta khép lại chương trình của buổi hôm nay, cà phê của ngày Chủ nhật, và ta hẹn quý vị khán thính giả ở nhiều chương trình sau. Vâng, xin mời anh Khang ạ. Tôi xin có mấy ý kiến ngắn thế này. Một, tôi gợi ý là tại sao lại có ba ông to nhất đất nước này trong mùa Covid lại họp ở Hà Nội để xem ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Đây là một cái câu hỏi tôi cũng đã đặt ra. Đấy là một cái việc mà tôi theo dõi khẳng định. Thứ hai là đừng bao giờ nói rằng không có cái sự, không có cái tiền đề về làm vụ án của voi. Tôi khẳng định là đã câu cái vụ bưu điện cầu voi đã được tiến hành, đấy là cái chắc chắn. Và có nhiều cái người ta không cần phải công bố gì, là một lúc luôn cái ông cảnh sát biển luôn rồi đấy, tướng tá đấy, vừa mà nói luôn, không việc gì phải dài dòng. Bởi vì những cái kênh các anh cứ đưa ra, hôm qua tôi cũng còn nghe có cái kênh này, bây giờ là bà Loan với lại cô gì đấy là coi như xác định là chưa gặp được Hồ Duy Hải. Tôi xin lỗi là còn lâu mới gặp được. Nhưng mà cái việc thì người ta vẫn phải tuân theo và phải suy đoán vô tội để cho Hồ Duy Hải không phạm tội. Đấy là điều cái là còn lâu mới gặp được, để các anh để lấy cái đó làm cớ để làm lung lạc lòng người là không có cơ sở. Thứ hai nữa là các anh nói là bây giờ ông, cái ông mà là phụ trách cựu chiến binh ấy, một lực lượng đang là chiến đấu này mà ông nói là không có cơ sở. Tôi đảm bảo là có cơ sở, bởi vì lòng tin của tôi là chính tôi đã khẳng định là Hồ Duy Hải vô tội, phải được áp dụng luật. Thế bây giờ các tứ trụ triều đình người ta đã rất làm lâu rồi, chúng ta phải tránh tại sao mà nó cứ đổ cho là cái thế lực phản động. Tôi nói thật là nó cứ nói làm sao để nó xía vào để mà vào Bắc Trọng với vào người khác là không nào. Đây chúng ta phải cảnh giác chuyện này, nhưng mà các bác ấy đã biết rồi, chứ đã đến lúc buộc phải nói nửa kín nửa hở mà cha phải cái hở gì cả. anh đã nói đúng ý của lãnh đạo rồi đấy ạ. Chúng tôi nói thẳng như thế, tức là tôi báo cho các anh biết là chúng tôi sẽ làm như là cái biển vừa rồi ấy. Đến lúc góp vào cái này, bắt được lông lá rồi, bắt được thằng ABC này rồi, thì chúng tôi công bố luôn cho nó chặt, không có các anh để các bạn đi vào thời gian của dân đấy, có đúng không ạ? Cái dạ suy nghĩ vâng. Của dân. Cái thứ hai nữa là phải tỏ rõ cái tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Năng mình sai mình phải sửa, mai kia nó sai thì còn phải xin lỗi công khai, còn phải đền bù tiền bạc. Là thật, có phải vụ ông Trấn ông nén cái đây cái kia, chứ không phải là chúng ta nói là thôi ký theo nguyện vọng gia đình ấy đưa về cái người không đảm bảo được tính mạng của Hồ Duy Hải thì sao? Bà Lan có dám bảo không? Bảo bà gia đình có đảm bảo được không? Không đảm bảo được. Mà đây còn là một nhân chứng sống và còn xuyên suốt tất cả bao nhiêu vụ án ít xì 33, 34, 35 nữa. Đấy, nếu vắng bây giờ anh ấy lại trở thành một cái nhân vật mà là một nhân chứng sống đuốc sống để cột tội bọn kia. Nếu như có xử lý bọn kia thì anh ấy vẫn phải là người là chứng thực cái việc này. Chứ không phải là chúng ta đi theo những cái hời hợt của mỗi người trong bắt đầu đưa cho công cho nhân dân là nửa tin nửa ngờ. Tôi khẳng định cái này là có đúng, bởi vì tôi cũng làm nghiệp, tôi cũng đã nói như thế, nhưng mà tôi cũng phải đảm, cũng phải đi xào xáo nghe đông nghe tây nghe nọ nghe kia đấy, cũng nghe hơi bác nồi chõ đấy, mà nhiều cái này ba cái nó chụp lại khi nó lại đúng đấy. Đấy, cho nên là người ta đã ở có cái chuyện người ta nói là này, một lần nói cái này họ không tin, hai lần nói không tin, ba lần nói được, 10 lần nói là tự nhiên ở đúng họ tin, có đúng không? Đấy, dân gian như vậy. Và thấy cái dạ vâng, và hôm nay
Em được phép nói chuyện với hai bác trước khi kết thúc chương trình ở đây, có một cái thông thêm đấy, bổ sung thêm hai cái này thôi. vàng. Tức là hậu Ngô Duy Hải đấy là phải triệt để cải tổ lại quân đội, triệt để cải tổ lại bộ công an thì mới cứu được cái nền tư pháp nước nhà, không ạ? Dạ Mỗi vâng. cái bắt mà vài chục tướng thôi chưa đủ đâu, Dạ là vâng, sẽ còn nhiều đấy ạ. phải phải thay máu máu cái bộ máy hành chính của Long An, rồi là cải tổ quân đội, cải tổ công an. Thế còn biết bao là 52.000 vụ cơ mà, án oan cơ mà, Dạ vâng. là nghìn năm nữa cũng chưa giải quyết hết được. Anh ơi, đấy là con số mà là các cơ quan đã nhận, còn cái số cơ quan chưa kịp nhận Chưa nhận. thì anh hơn nó còn nhiều lắm. Sau vụ Hồ Duy Hải này em đảm bảo với anh phải là có một cái chuyên rất là ghê gớm, phải là trong cái nghe đấy nè, các anh ấy nói nè là bây giờ phải làm sao tìm mà gạt hết được những cái oan sai này ra. Em hy vọng là em chắc chắn là cũng phải vài chục vụ, trong tay em cũng vài chục vụ bây giờ nó còn tồn tại từ xưa đến nay, không có Nói lý chung là các cái vị mà đứng đầu đấy là phải thực hiện cái thượng tôn pháp luật, cái chức trách của do mình đấy, cho theo nên là luật để là, nhưng mà liệu có theo luật được không đấy, vấn đề là cái chỗ đó. đấy là một khép lại vấn đề anh ạ. À, khép lại vấn đề nhá. Hôm nay Khang mới nói như này, ở viện kiểm sát thì quy chế hoạt động của nó là thủ trưởng chế đấy, Chính xác. đúng không? À, nhưng mà tòa án là phải là theo số đông. Anh đi nhớ hai cái khác hẳn nhau, hai cái đó khác hẳn nhau, chứ không phải là cứ như các bác nói là bây giờ chúng tôi cứ giơ tay lên cả là được đâu, không phải đâu. Đấy là đấy là một cái ở nghe thì em nói thẳng vậy. Thứ ba thì quân đội thì phải là lệnh, quân lệnh như sơn, nói nhiều lời. Mỗi một cơ quan nó này mỗi khác, đảng cơ chế khác, à, chính quyền cơ chế khác, đúng không? Nhà nước mỗi cơ Chúng chúng với nước hiếu với dân, nên là còn chúng công ta an là vì nước quên thân vì dân phục vụ. hôm nay chúng ta tạm Chắc gác cái buổi chia sẻ này để chuẩn bị cho cái ngày sau. Ngày mai chúng ta sẽ lại có một cái chuyên đề nó sâu hơn, nó gọn hơn, và đồng thời chúng ta lại tiếp nhận được những cái thông tin mới hơn. À, và cái điều chúng ta này, chúng ta khẳng định là cái việc là mà chú Bích và chú ấy nói tôi tin là có thật thế thôi, còn ai Dạ tin vâng, cái này là có thật, vâng. tôi khẳng định là có thật, còn các anh cứ bàn tha hồ bàn luận. Thế mai kia nó có cái thì cũng như nó đập vào mặt các anh như là cái của tòa án, là đưa ra vân tay xong rồi bắt đầu nó có thằng nó đập vào mặt, thế rồi bảo người ta hiếp dâm rồi lại có cái người ta chứng minh đập vào mặt, thế là xong, không cần nói nhiều lời. Chứ bây giờ thì các anh ấy ở cái kênh linh tinh thì thôi không cần, anh muốn thích thì anh cứ nói. Chứ còn bây giờ tôi đề nghị cựu chiến binh không muốn sâu vào cái đó làm gì, mà cựu chiến binh chúng ta đang là phải chuyển hướng hậu 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 của Hồ Chí Hải chứ không đi tranh luận cái đã có, đúng không ạ? Dạ Thôi vâng. đang xảy ra cũng không cần đây nói. Khang là gửi lời hỏi thăm toàn thể các anh cựu chiến binh, là nhất là anh Bích, chị Dung, rồi anh Tuấn, rồi là anh Sơn, rồi là ví dụ là các anh em mình vân vân, rồi lại có các bác khác lại gửi lời hỏi thăm mình Dạ để vâng. chúng ta mừng vì những cái khẳng định rằng là nó đã chuyển động, nó đã chuyển động, nó đã vận hành và nó đã có cơ chế mới để giải quyết vụ án, khẳng định là như thế. Đấy, và chúng ta Chuyên án tin đặc được. biệt, chuyên án đặc biệt. Dạ vâng, dạ vâng. Vâng, và À, như... các anh trong ekip và chúc toàn thể cộng đồng cũng như là các anh ở Hội Cựu chiến binh vì cái nền công lý Việt Nam sáng Dạ lập ra. vâng, em chân thành cảm ơn sự có mặt của hai anh. Vâng, và chúng ta tạm thời chia tay. Hẹn các anh ở buổi chủ nhật cà phê sáng lần sau. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ vâng.